Trong tiết học này chúng ta sẽ phân tích cái ý nghĩa tư tưởng của truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù và thành công nghệ thuật của tác phẩm thể hiện phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Giờ trước thì chúng ta đã phân tích hình tượng nhân vật Huấn Cao. Từ cái hình tượng nhân vật Huấn Cao và qua toàn bộ truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù thì ta thấy được cái ý nghĩa tư tưởng mà cái truyện ngắn này toát lên và những cái thành công nghệ thuật để thể hiện cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân được thể hiện như thế nào trong cái tác phẩm này. Đây cũng là một cái nội dung là kiến thức trọng tâm mà chúng ta cần đi sâu phân tích. Hai nhỏ là ý nghĩa tư tưởng. Nghĩa tư tưởng và thành công nghệ thuật. Và thành công nghệ thuật của truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù. Và thành công nghệ thuật của truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù. Tất nhiên khi mà chúng ta phân tích cái thành công nghệ thuật của truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù thì chúng ta kết hợp vào đó để làm nổi bật lên phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Nhiều khi ở một cái hình thức khác, một yêu cầu khác, có thể đặt vấn đề là hãy phân tích biểu hiện phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân qua truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù. Thì chúng ta phải trên cơ sở cái thành công nghệ thuật của tác phẩm này, nhưng mà chúng ta phải kết hợp vào đó để làm nổi bật lên cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Làm nổi bật lên cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Trước hết là chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, tức là cái ý nghĩa tư tưởng toát lên từ truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù. Ý nghĩa tư tưởng toát lên từ truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù. Thì về mặt ý nghĩa tư tưởng ấy, thì qua hình tượng nhân vật Huấn Cao và qua toàn bộ tác phẩm, ta thấy có một cái khía cạnh thứ nhất, một cái biểu hiện đầu tiên trong ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm. Đó là Nguyễn Tuân với truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù thì đã thể hiện cái quan điểm nghệ thuật. Quan điểm nghệ thuật. Và liên quan tới nó, quan điểm nghệ thuật, quan điểm thẩm mỹ, tức là quan niệm, quan điểm về cái đẹp. Trong quan điểm nghệ thuật và quan điểm thẩm mỹ của Nguyễn Tuân được thể hiện qua truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù ấy, thì đầu tiên là chúng ta thấy là với truyện ngắn Chuyện Người Tử Tù ấy, thì Nguyễn Tuân muốn nói lên một điều, đó là nghệ thuật nghệ thuật là thể hiện cái đẹp, thể hiện cái đẹp. Và tiếp đó thì cái đẹp ấy phải gắn liền với cái thiện. Đó. Cái đẹp gắn liền với cái thiện. Cái đẹp phải gắn liền với cái thiện. Đó. Chúng ta có thể làm sáng tỏ điều này bằng việc phân tích những lời nói, những cái chi tiết nghệ thuật quan trọng liên quan tới nhân vật Huấn Cao và nhân vật Quản Ngục. Trước hết là cái đẹp phải gắn liền với cái thiện. Thì qua cái hình tượng nhân vật Huấn Cao, qua hình tượng viên Quản Ngục, qua việc Huấn Cao cho chữ trong nhà giam ấy, thì Nguyễn Tuân muốn nói với mọi người một cái điều rất cốt lõi, rất cơ bản là thế này. Cái đẹp có thể nảy sinh trên nền của gì nhỉ? Của cái xấu, cái ác, cái tội lỗi. Nhưng không bao giờ chung sống với cái xấu, cái ác. Không bao giờ chung sống với cái xấu, cái ác. Cái đẹp phải gắn liền với cái thiện. Bằng chứng ở đâu ạ? Chúng ta trở lại với cái lời của Huấn Cao khuyên Quản Ngục. Quản Ngục muốn thưởng thức cái đẹp
muốn có chữ đẹp để treo trong nhà thì trước hết quản ngục phải là một con người có thiên lương, có tấm lòng, có cái tâm, có nhân cách. Mà muốn được như thế thì trong cái ý, cái lời khuyên của Huấn Cao đối với quản ngục ấy, bỏ điều gì, giữ điều gì để cuối cùng có thể thưởng thức được cái đẹp. Bỏ là bỏ cái nghề nhơ bẩn, bỏ cái nơi tăm tối tội lỗi, giữ điều gì? Giữ thiên lương cho lành vững. Và được như thế rồi thì mới thưởng thức cái đẹp. Chúng ta đọc lại cái lời của Huấn Cao khuyên quản ngục. Nào. Hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững, và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện. Cái lời khuyên của Huấn Cao vừa là một di huấn tinh thần, vừa là một tuyên ngôn, một cách phát biểu của nhà văn, thể hiện cái quan điểm thẩm mỹ của nhà văn. Và cốt lõi của quan điểm thẩm mỹ là sao? Là cái đẹp phải gắn liền với cái thiện. Con người muốn chăm lo cho cái đẹp thì trước hết phải giữ cái thiện. Không có sự chung sống giữa cái đẹp với cái xấu, cái ác. Cái đẹp không có sự chung sống với cái xấu, cái ác. Nguyễn Thông Tuân qua lời của Huấn Cao là không thể quan niệm được là một người vừa có những hành động tội lỗi, nhân cách xấu mà lại có thể thưởng thức được cái đẹp. Và ở đây ấy, qua cái quan niệm này của Nguyễn Tuân thì chúng ta thấy những cái cách hiểu không đúng của Nguyễn Tuân sẽ bị bác bỏ. Nhiều người cho rằng là Nguyễn Tuân là một nhà văn duy mỹ. Nhà văn duy mỹ nghĩa là nhà văn gì nhỉ? Tôn thờ tuyệt đối cái đẹp, coi cái đẹp là trên hết, coi cái đẹp là tất cả. Thì rõ ràng không phải thế. Nguyễn Tuân đề cao cái đẹp, một nhà văn suốt đời đi tìm cái đẹp, nhưng cái đẹp đối với Nguyễn Tuân phải gắn liền với cái thiện. Phải gắn liền với cái thiện. Thế thì đấy là cái quan điểm đầu tiên mà chúng ta thấy chuyện ngắn chữ từ chữ người tử tổ qua hình tượng nhân vật Huấn Cao, qua hình tượng quản ngục, nào, qua lời nói của Huấn Cao thì toát lên cái điều này. Cái điểm thứ hai trong cái ý nghĩa tư tưởng mà thể hiện cái quan điểm nghệ thuật, quan điểm thẩm mỹ của Nguyễn Tuân ấy, là với Nguyễn Tuân ấy, cái đẹp có sức mạnh cảm hóa, có sức mạnh cảm hóa. Cái đẹp là bất tử, cái đẹp có sức mạnh cảm hóa, cái đẹp là bất tử. Cái đẹp có sức mạnh cảm hóa, cái đẹp là bất tử. Cái đẹp có sức mạnh cảm hóa, cái đẹp sẽ chiến thắng, và cái đẹp là bất tử. Đây là cái nội dung tiếp theo trong cái nội dung về quan điểm nghệ thuật, quan điểm thẩm mỹ của Nguyễn Tuân thể hiện qua chữ người tử tổ. Để làm sáng tỏ điều này thì trước hết ta cứ từng mức độ một. Nguyễn Tuân thể hiện cái quan niệm cái đẹp có sức mạnh cảm hóa là qua cái chi tiết nghệ thuật ông Huấn Cao cho chữ trong nhà giam và thái độ hành động của viên quản ngục. Cái chi tiết nghệ thuật viên quản ngục bái lĩnh lời dặn của Huấn Cao đó, và nói trong cái niềm xúc động là kẻ mê muội này xin bái lĩnh. Khi Huấn Cao nói là hãy gì nhỉ, hãy bỏ cái nơi ở như bẩn, bỏ cái nghề tội lỗi, giữ thiên lương cho lành vững là mới thưởng thức cái đẹp. Và viên quản ngục đã bái lĩnh cái lời của Huấn Cao ấy. Cái hành động của viên quản ngục có ý nghĩa gì khác hơn là cái hành động bái lĩnh lời Huấn Cao của viên quản ngục có ý nghĩa gì khác hơn là sự chiến thắng của cái đẹp
sự thất bại, sự đầu hàng của cái xấu và cái ác. Cái đẹp đã chiến thắng. Cái xấu, cái ác đã thất bại, đã lùi bước. Đó là chi tiết thứ nhất. Cái chi tiết nghệ thuật tiếp theo mà chúng ta làm sáng tỏ, chúng ta nhìn trong toàn bộ tác phẩm. Cái cảnh cho chữ lại được diễn ra trong nhà giam, nơi ngục tù tăm tối. Nào, tưởng chừng nơi ngục tù tăm tối là nơi ngự trị của cái xấu, cái ác. Không phải thế. Tưởng là nơi ngục tù tăm tối là nơi ngự trị của cái xấu, cái ác. Nhưng mà không phải thế. Cảnh cho chữ diễn ra nơi ngục tù tăm tối. À, chứng tỏ là sao? Chính nơi ngục tù tăm tối ấy lại là nơi cái đẹp gì khai sinh. Cái đẹp được thăng hoa. Nơi cái đẹp khai sinh, cái đẹp được thăng hoa. Và với cảnh cho chữ thì toàn bộ bóng đêm tăm tối của ngục tù đã sụp đổ. À, chỉ còn lại vẻ đẹp thuần khiết của gì? Của thiên lương, của tài hoa, của khí phách. Và cái đẹp đã thăng hoa, cái đẹp được khẳng định, cái đẹp đã chiến thắng. Đấy là cái chi tiết nghệ thuật để chúng ta làm sáng tỏ sức mạnh cảm hóa, sức mạnh chiến thắng của cái đẹp. Còn cái đẹp là bất tử, là được thấy ở chi tiết nghệ thuật nào mà chúng ta cần quan tâm phân tích. Cái đẹp là bất tử. Hình ảnh người tử tù lại đi vào cõi bất tử sẽ làm sáng tỏ cái quan niệm của Nguyễn Tuân là cái đẹp không chỉ có sức mạnh cảm hóa, cái đẹp không chỉ chiến thắng mà cái đẹp còn là bất tử. Cái đẹp còn là bất tử. Ở đây ấy, thì chúng ta phải phân tích cái chi tiết nghệ thuật là tại sao tác giả thể hiện một người tử tù lại đi vào cõi bất tử. Chúng ta biết là Huấn Cao là hiện thân của cái đẹp. Cái đẹp của tài năng, cái đẹp của thiên lương, cái đẹp của khí phách. Một con người hội tụ cả ba vẻ đẹp ấy là hiện thân của một vẻ đẹp lý tưởng. Con người ấy nào đi vào cõi bất tử, cái đẹp tồn tại. Nếu cụ thể hơn nữa là sao? Huấn Cao về kinh nhận án tử hình, đó là một con người gì nhỉ? Chết về thân xác. Nhưng nét chữ đẹp của Huấn Cao, tư tưởng đẹp của Huấn Cao thể hiện qua lời nói như một di huấn tinh thần về lẽ sống cao đẹp ấy. Nào, thì cái nét chữ đẹp ấy, cái tư tưởng đẹp của Huấn Cao ấy sẽ còn lại mãi với đời. Còn lại mãi với đời. Và bằng cách đó thì cái đẹp đã trở thành bất tử. Trở thành bất tử. Chúng ta cũng có thể từ cái quan điểm nghệ thuật, quan điểm thẩm mỹ của Nguyễn Tuân trong chữ người tử tù để chúng ta có thể so sánh mở rộng với một số cái tác phẩm khác nào có thể là nằm trong chương trình mà cũng có thể nằm ngoài chương trình để chúng ta làm nổi bật lên điều này. Thí dụ chúng ta có thể so sánh mở rộng cái quan điểm thẩm mỹ của Nguyễn Tuân với cái quan điểm nghệ thuật, quan điểm thẩm mỹ của Hồ Chí Minh được thể hiện qua cái bài Vãn Cảnh, cái bài Cảnh Chiều Hôm. Cái bài mà nhiều em là hiểu cả phiên âm chữ Hán và hiểu cả gì nhỉ? Nắm được cả cái bản dịch. Cái bài Hoa hồng nở, hoa hồng lại rụng, hoa tàn, hoa nở cũng vô tình, hương hoa bay thấu vào trong ngục, kể với tù nhân nỗi bất bình. Đó. Cái bài ấy không chỉ là thể hiện niềm thương xót của tác giả trước cái đẹp bị tàn phai quên lãng bởi thời gian, bởi sự vô tình của tạo hóa, mà ở đó còn là sự trân trọng, sự khẳng định là cái đẹp. Trong cái sự trân trọng và khẳng định cái đẹp ấy còn khẳng định cái đẹp là bất tử. Bởi vì trong cái bài thơ ấy thì chúng ta biết bông hồng là biểu tượng cho cái đẹp có thể tàn về thân xác, cánh hoa có thể rơi, đài hoa có thể rụng. Bông hồng có thể tàn về thân xác, nhưng mà hồn hoa gửi vào hương hoa thì vẫn còn lại. Và ở hai câu cuối, hương hoa bay thấu vào trong ngục, kể với tù nhân nỗi bất bình. Nào, thế thì ở đây ấy, chúng ta thấy là
cái hồn hoa gửi vào hương hoa ấy, biết bay đi để tìm tri âm tri kỷ, để nói lên nỗi bất bình. Cái hồn hoa gửi vào hương hoa ấy, là để nhắc nhở với người đời đọc là còn bao nhiêu cái đẹp đoản mệnh trên đời mà mọi người đừng quên, mọi người phải biết tới. Và bằng cách đó, cái đẹp hiện hữu và cái đẹp trở nên bất tử. Và cũng ở bài cảnh chiều hôm, chúng ta còn thấy tác giả đặt ra một vấn đề, đó là trách nhiệm của người nghệ sĩ. Người nghệ sĩ bằng sáng tạo nghệ thuật của mình có thể là vĩnh viễn hóa cái đẹp. Nếu có cái bông hồng thật nào trong đời mà tác giả cảm nhận và thể hiện trong bài vãn cảnh ấy, nếu có bông hồng thật thì cái bông hồng đó đã tàn, đã héo từ lâu. Nhưng hình tượng bông hồng trong bài vãn cảnh thì vẫn còn lại mãi đến ngày nay. Và bằng sáng tạo nghệ thuật, đúng là người nghệ sĩ có thể bất tử hóa cái đẹp. Đó. Thì ở đây chúng ta có thể mở rộng để làm sâu sắc hơn cái ý nghĩa tư tưởng về quan điểm nghệ thuật và quan điểm thẩm mỹ của Nguyễn Tuân qua chữ người tử tù. Còn một cái quan điểm nghệ, còn một cái ý nghĩa tư tưởng nữa mà toát lên từ tác phẩm, chúng ta cũng có thể đi sâu phân tích để chúng ta sẽ trình bày tiếp theo. Về ý nghĩa tư tưởng của chuyện ngắn chữ người tử tù ấy, thì chúng ta lưu ý một khía cạnh nữa, đó là qua tác phẩm này thì ta có thể thấy toát lên. Thấy toát lên nghĩa là sao? Nghĩa là có thể lúc viết tác giả không thể hiện rõ cái dụng ý ấy, nhưng mà đọc xong thì khi mà tác phẩm sống trong gì nhỉ? Trong sự cảm nhận của người đọc thì người ta thấy toát lên cái ý nghĩa đó. Đó là ta thấy toát lên cái lòng yêu nước. Lòng yêu nước thầm kín nhưng thiết tha. Thầm kín nhưng thiết tha. Ở những bài trước chúng ta đã nói đến một đặc điểm của văn học lãng mạn 1930-1945. Đó là chúng ta vẫn thấy được cái lòng yêu nước thể hiện trong cái văn học lãng mạn giai đoạn này, thể hiện trong văn học lãng mạn giai đoạn này. Nhưng mà cái cách biểu hiện của nó là không biểu hiện một cách trực tiếp, không biểu hiện một cách mạnh mẽ như văn học cách mạng. Mà nó thường biểu hiện gián tiếp, biểu hiện một cách thầm kín, nhưng cũng không kém phần tha thiết. Và từ cái đặc điểm chung ấy, soi vào chữ người tử tù thì chúng ta cũng thấy có những cái biểu hiện của cái khía cạnh này. Và để làm sáng tỏ điều này thì chúng ta nên phân tích cái cảm hứng của Nguyễn Tuân khi xây dựng hình tượng nhân vật Huấn Cao, là dường như nhà văn đã lấy từ một nguyên mẫu ngoài đời có thật, đó là hình tượng người anh hùng Cao Bá Quát. Hình tượng người anh hùng Cao Bá Quát là một cái nguyên mẫu ngoài đời đã khơi gợi cái nguồn cảm hứng cho Nguyễn Tuân khi xây dựng cái hình tượng nhân vật Huấn Cao. Và rõ ràng là giữa cái hình tượng người anh hùng Cao Bá Quát vang bóng một thời với hình tượng nhân vật Huấn Cao có những nét tương đồng. Trước hết là về tên gọi là Cao Bá Quát, còn đây là gì? Là Huấn Cao. Ông Huấn là người làm huấn đạo. Còn Cao Bá Quát cũng là từng là làm giáo thụ và tương đương như là huấn đạo. Có sự tương đồng về tài năng. Có sự tương đồng về tài năng. Huấn Cao là người gì nhỉ? Có học vấn gì? Uyên bác. Có tài viết chữ Hán nhanh và đẹp. Thì Cao Bá Quát cũng là một con người có hiểu biết sâu rộng, có học vấn uyên thâm. Người đời đã từng ca ngợi Cao Bá Quát đó là thần siêu thánh quát. Và Cao Bá Quát cũng là người gì? Giỏi văn chương. Là người viết chữ Hán gì? Đẹp. Và chúng ta thấy là trong dân gian vẫn truyền tụng cả cái câu
và ca ngợi cái tài văn chương, à, cái hiểu biết sâu rộng của Cao Bá Quát. Văn như siêu quát vô tiền hán, thi đáo tùng tuy thất thịnh đường. Nào, văn như siêu quát vô tiền hán, à, siêu chúng ta viết hoa tức là tên của Nguyễn Văn Siêu. Nào, văn như siêu quát vô tiền hán, thi đáo tùng viết hoa, tuy tùng không phải, tuy viết hoa thất thịnh đường. À, tùng tuy viết hoa bởi vì đây là, à, à, chỉ tên người, à, hai, à, nhà thơ cũng nổi tiếng thời Nguyễn, là hai nhà thơ quý tộc, thậm chí đại quý tộc là thời Nguyễn, đó là Tùng Thiện Vương Miên Thẩm và Tuy Lý Vương Miên Trinh. Thế thì nghĩa của cái câu là thế nào? Nghĩa là văn ấy, là mà giỏi như Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát thì đời tiền Hán cũng không, không có. Còn thơ mà giỏi, là thơ đến Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương thì dường như là thời Thịnh Đường cũng hiếm thấy. Tất nhiên đây là, à, trong cái bút pháp đề cao thì có thể là, à, nói quá lên một chút. Nhưng trong đó nó vẫn chứa được, nó vẫn bao hàm cái hạt, hạt nhân, à, của thực tế, của sự thực. Đúng là Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát là những người hay văn chương, giỏi chữ nghĩa của một thời. Thế thì ở đây có sự tương đồng giữa Cao Bá Quát và Huấn Cao ở phương diện tài năng. Giữa Huấn Cao và Cao Bá Quát còn phương tương đồng ở một phương diện nữa, là đó là tương đồng về, về nhân cách, về khí phách. À, người đời vẫn truyền tụng một cái vế câu đối của Bao Cấp, Cao Bá Quát: nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Có thể cái câu này là sáng tác của người xưa nhưng mà lại được gắn với gì Cao Bá Quát, và cũng có thể Cao Bá Quát đã lấy cái ý của người xưa, à, để thể hiện cái tâm, cái khí phách của mình. Nhất sinh đê thủ bái mai hoa, cả đời ta là chỉ cúi đầu trước hoa mai. Mà chúng ta biết là hoa mai là biểu hiện của sự trong trắng. Hoa mai là gì nhỉ? Những ngày đông tháng rét cũng không tàn, vẫn vượt qua được gì nhỉ? À, những cái thời tiết lạnh giá, những cái hoàn cảnh khắc nghiệt của khách quan. Và hoa mai không chỉ là biểu hiện của sự trong trắng, tinh khiết, mà còn biểu hiện có gì? Cho gì? À, sự kiên cường, khí phách. Thế thì qua một cái vế câu đối ấy của Cao Bá Quát, chúng ta cũng thấy được gì nhỉ? Cả cái tâm, cái khí phách của người anh hùng nông dân khởi nghĩa vang bóng một thời. Và rõ ràng giữa Huấn Cao và Cao Bá Quát nguyên mẫu ngoài đời có những điểm tương đồng như thế. Cho nên người ta mới đặt một vấn đề: phải chăng khi xây dựng hình tượng nhân vật Huấn Cao là Nguyễn Tuấn đã lấy cảm hứng từ hình tượng người anh hùng Cao Bá Quát? À, đây là một cách thể hiện kín đáo niềm ngưỡng vọng, một cách thể hiện kín đáo sự trân trọng, sự đề cao những người anh hùng đạo dân tộc, những người anh hùng hy sinh vì dân, vì nước. Đó. Mượn hình tượng nhân vật Huấn Cao để thể hiện kín đáo sự ngưỡng vọng, sự trân trọng, sự đề cao những người anh hùng, à, hy sinh vì dân, vì nước. Nếu chúng ta phân tích cái mối liên quan giữa hình tượng nhân vật Huấn Cao và Cao Bá Quát thì chúng ta thấy rõ điều này. Và vì những cái, à, lý, à, vì những điều mà như chúng ta phân tích thì rõ ràng cái nhận định, à, của một nhà nghiên cứu thì cho rằng cần phải xem chuyện ngắn chữ người tử tù như một áng văn yêu nước là một cái nhận định hợp lý và có cơ sở. Đấy, về phương diện ý nghĩa tư tưởng thì chúng ta có thể bàn rộng và mở rộng thêm ở khía cạnh này. À, nó thể hiện cái lòng yêu nước thầm kín nhưng cũng không kém phần thiết tha. Đó. Và cần xem cái chuyện ngắn chữ người tử tù như là một áng văn yêu nước là vì vậy. Tất nhiên đây là một cái nội dung ý nghĩa tư tưởng mà chúng ta phân tích mở rộng và nâng cao. À, bây giờ chúng ta đi sang cái, à, vấn đề thứ hai trong cái kiến thức trọng tâm, à, thứ hai của chuyện ngắn chữ người tử tù, đó là cái thành công nghệ thuật mà qua đó ta thấy được, à, cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuấn. Bây giờ
Thành công nghệ thuật. Nhưng mà từ một cái chuyện ngắn chữ người tử tù thì ta mở rộng để nhìn nhận chung, thì qua cái thành công nghệ thuật này chúng ta còn có thể thấy được cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Chúng ta sẽ có một cái bài riêng về phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân nói chung khi mà chúng ta có cái bài về tác giả Nguyễn Tuân. Nhưng ở đây là cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân được thể hiện qua một chuyện ngắn, qua một tác phẩm, thể hiện qua cái chuyện ngắn chữ người tử tù. Thì chúng ta sẽ lồng vào vừa nói thành công nghệ thuật của tác phẩm và đồng thời chỉ ra cả cái phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Cái thứ nhất ấy, là với một cái bút pháp lãng mạn như thế, nhưng mà đồng thời nó cũng tạo thành một cái nét riêng trong sáng tác của Nguyễn Tuân. Đó là nhà văn hay hướng tới cái khác thường, cái phi thường, cái lý tưởng. Và cụ thể hơn nữa là sao? Đối với Nguyễn Tuân ấy, đẹp thì phải ở mức tuyệt mỹ. Tài phải tới mức siêu phàm. Và dữ dội phải tới mức khủng khiếp. Và nếu là cá tính thì phải tới mức gì? Độc đáo. Nó phải khác thường như thế. Đẹp phải tuyệt mỹ, tài phải siêu phàm và dữ dội phải đến mức khủng khiếp. Và cái nét phong cách nghệ thuật này của Nguyễn Tuân cũng được thể hiện là trong chữ người tử tù qua hình tượng huấn cao, qua cảnh cho chữ. Đúng là đối với Nguyễn Tuân ấy, đẹp ấy, đối với Nguyễn Tuân đẹp phải ở mức tuyệt mỹ. Cho nên tác giả đã khắc họa cái hình tượng nhân vật huấn cao là hiện thân của vẻ đẹp hoàn mỹ, vẻ đẹp toàn mỹ. Chúng ta biết là một con người mà có vẻ đẹp tài năng cũng đã quý. Hoặc là có riêng cái vẻ đẹp của thiên lương cũng rất quý. Có vẻ đẹp của khí phách rất quý. Nhưng cùng một lúc ở nhân vật huấn cao hội tụ cả ba vẻ đẹp tài năng, thiên lương, khí phách. Và vẻ đẹp nào ấy cũng ở mức tột cùng đỉnh điểm. Đúng là qua hình tượng nhân vật huấn cao, Nguyễn Tuân đã thể hiện cái quan niệm đẹp phải tới mức tuyệt mỹ. Bên cạnh đó thì cái nét chữ của huấn cao cũng là gì nhỉ? Một người viết chữ hán nhanh và đẹp, và nét chữ và cái vẻ đẹp cũng là gì? Tuyệt mỹ. Qua những hình tượng nhân vật huấn cao ta cũng thấy được cái nét phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân là tài là phải ở mức siêu phàm chứ không phải ở mức bình thường khác thường mà như chúng ta đã phân tích. Huấn cao là người gì kiêm toàn cả văn và võ. Nhưng đặc biệt là gì? Tài viết chữ hán nhanh và đẹp, đạt tới mức siêu phàm. Ở chuyện ngắn chữ người tử tù thì không có những cái cảnh dữ dội tới mức khủng khiếp khác thường. Nhưng cũng sẽ có một cảnh mà tác giả gọi đó là cảnh tượng xưa nay, cảnh tượng lạ lùng xưa nay chưa từng có. Đúng cũng là khác thường. Đó là cái cảnh cho chữ của ông Huấn. Sau này các em sẽ học cái bài Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà. Thì chúng ta thấy các cái biểu hiện này trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân cũng còn được tiếp tục thể hiện trong cái sáng tác của Nguyễn Tuân sau cách mạng, trong bài Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà. Cái vẻ đẹp sông Đà là cũng là gì? Tuyệt mỹ. Cái tài của ông lái đò, tài vượt thác qua gành, tài trong cái nghề sông nước ấy cũng ở mức siêu siêu phàm.
và cái hình ảnh sông Đà nào, cái con sông Đà dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân cũng là dữ dội tới mức gì, khủng khiếp. Thế thì những cái nét phong cách nghệ thuật này của nhà văn thể hiện trong chữ Người Tử Tù, và sau này chúng ta nếu có dịp so sánh chúng ta sẽ thấy được thể hiện tiếp ở cái bài Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà. Đó. Cái khía cạnh thứ hai trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân ấy cũng được thể hiện trong cái tác phẩm chữ Người Tử Tù này. Đó. Đó là sao? Là nhà văn ấy hay tiếp cận và phản ánh đối tượng. Tiếp cận, phản ánh đối tượng. Từ phương diện văn hóa mỹ thuật. Từ phương diện văn hóa mỹ thuật. Từ phương diện văn hóa mỹ thuật. Và nếu đối tượng đó là con người thì nhà văn thường gì? Thường phản ánh vẻ đẹp con người từ khía cạnh tài hoa nghệ sĩ. Là hướng tiếp cận chung, hướng phản ánh chung đối với tất cả các cái đối tượng ấy là tiếp cận từ góc độ văn hóa, từ góc độ mỹ thuật. Nào. Còn nếu cái đối tượng cụ thể ấy là con người thì con người thường mang vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ. Tôi nhấn mạnh cái biểu hiện, cái khía cạnh của phong cách này. Tức là Nguyễn Tuân tìm hiểu, nào, Nguyễn Tuân phản ánh vẻ đẹp con người từ phương diện tài hoa nghệ sĩ. Từ phương diện tài hoa nghệ sĩ. Và cái nét phong cách nghệ thuật đó của Nguyễn Tuân cũng được thể hiện trong chuyện ngắn chữ Người Tử Tù qua cả hai hình tượng nhân vật. Đó là hình tượng Huấn Cao và hình tượng Quạt Ngục. Vì tìm hiểu, vì tiếp cận, vì phản ánh vẻ đẹp con người từ phương diện tài hoa nghệ sĩ, cho nên dưới ngòi bút của Nguyễn Tuân thì Huấn Cao, người thủ sướng cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình, Huấn Cao một tử tù đã trở thành gì nhỉ? Trở thành người nghệ sĩ tài hoa, không những yêu cái đẹp mà còn sáng tạo cái đẹp. Và như chúng ta đã phân tích là gì nhỉ? Viết chữ Hán nhanh và đẹp là có tài hoa, tài năng nghệ sĩ. Chữ Hán đẹp còn tạo nên những bức thư họa, trở thành những bức thư họa nào, một tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy cho nên là cái cách thể hiện của Nguyễn Tuân làm sáng tỏ cái bản chất nghệ sĩ và cái tài năng nghệ sĩ của Huấn Cao là thể hiện cái nét phong cách nghệ thuật này của nhà văn. Hình tượng nhân vật Quản Ngục cũng có nét phong cách nghệ thuật này. Bề ngoài thì thầy quản là công cụ trấn áp của triều đình, nhưng bên trong ấy lại là một tâm hồn nghệ sĩ, bởi vì có cái sở thích cao quý là sở thích gì nhỉ? Thưởng thức chữ đẹp, sở thích chơi chữ. Và cái tâm hồn nghệ sĩ ấy nào, yêu cái đẹp ấy còn đến mức khác thường, đến mức phi thường, khi mà sao? Vì cái đẹp thì thầy quản cũng không thiếu lòng dũng cảm. Vì cái đẹp cũng không thiếu lòng dũng cảm. Cho nên qua hình tượng nhân vật Huấn Cao và hình tượng những lần Quạt Ngục thì chúng ta thấy là một nét phong cách nghệ thuật nữa của Nguyễn Tuân, đó là tiếp cận và phản ánh nào, đối tượng từ phương diện văn hóa mỹ thuật. Nào, và nếu đối tượng đó là con người thì con người thường được phản ánh từ khía cạnh gì? Cái vẻ đẹp tài hoa nghệ sĩ. Đây là cái nét thứ hai trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân. Bên cạnh đó thì chuyện ngắn chữ Người Tử Tù còn có những cái thành công khác nữa về phương diện nghệ thuật. Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Trong những cái thành công nghệ thuật của chuyện ngắn chữ Người Tử Tù, chúng ta còn lưu ý cái điều thứ ba nào. Đó là với chuyện ngắn chữ Người Tử Tù ấy, thì Nguyễn Tuân đã tạo ra một tình huống chuyện độc đáo. Tình huống chuyện độc đáo. Tình huống chuyện độc đáo. Đó là cái tình huống
xoay quanh cái cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật Huấn Cao và Quản Ngục. Nó thể hiện cái tình huống chuyện độc đáo của chữ người tử tù. À, vì sao nó là độc đáo? Vì sao nó tạo nên sự hấp dẫn? Thì chỗ này chúng ta cần phân tích cái mối quan hệ của hai nhân vật này trong cái tình huống chuyện mà tác giả thể hiện. Huấn Cao và Quản Ngục, nếu xét trên bình diện xã hội thì họ ở hai vị thế đối lập nhau. Xét trên bình diện xã hội thì họ ở hai vị thế đối lập nhau. Một người là quan coi ngục, một người là tử tù. Một người bảo vệ luật pháp của triều đình, quan coi ngục bảo vệ luật pháp của triều đình. Còn một người thì lại gì nhỉ? Chống lại triều đình. Huấn Cao người thủ sướng cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình. Nào, như thế là đứng trên bình diện xã hội, họ là ở hai vị thế đối lập nhau. Nhưng nếu xét trên bình diện nghệ thuật, nếu xét trên bình diện nghệ thuật, thì giữa Huấn Cao và Quản Ngục lại là những tri âm tri kỷ. Họ lại là những tri âm tri kỷ. Họ đều là những người yêu cái đẹp, trân trọng cái đẹp. Huấn Cao là người yêu cái đẹp và sáng tạo cái đẹp. Còn Quản Ngục là người yêu cái đẹp và có nhu cầu thưởng thức cái đẹp, rất trân trọng cái đẹp. Như vậy là đứng trên cái bình diện nghệ thuật thì họ lại là những tri âm tri kỷ. Và tác giả tạo nên tình huống hai cái con người trong vị thế xã hội, trong bình diện xã hội, trên bình diện xã hội thì ở vị thế đối lập nhau, nhưng trên bình diện nghệ thuật nào thì lại là những tri âm tri kỷ. Và hai con người này lại gặp nhau trong một hoàn cảnh hết sức éo le, hoàn cảnh ngục tù. Người là quan coi ngục, người là kẻ tử tù. Nào, đặt ra trong một cái tình huống hết sức éo le như vậy. Nào, quan coi ngục, tử tù, nhưng đồng thời lại là tri âm tri kỷ như vậy. Nào, và đặt trong cái tình huống như thế thì cái chuyện ngắn chữ người tử tù này sẽ làm nổi bật lên cái vẻ đẹp của hình tượng nhân vật Huấn Cao, làm nổi bật lên nhân cách, cái tấm lòng biệt nhẫn liên tài của viên Quản Ngục. Và từ đó tư tưởng chủ đề của tác phẩm được thể hiện. Tư tưởng chủ đề của tác phẩm được thể hiện qua cái tình huống chuyện độc đáo này. Đấy là cái thành công nghệ thuật. Thứ ba, cái thành công nghệ thuật mà chúng ta cần lưu ý để phân tích. Cái thành công nghệ thuật thứ tư nào, là với chuyện ngắn chữ người tử tù thì nhà văn đã chế đã tạo nên một cái tác phẩm với nhiều đoạn văn giàu kịch tính, hấp dẫn người đọc, để làm nên một tác phẩm với nhiều đoạn văn, nhiều chi tiết nghệ thuật giàu kịch tính, hấp dẫn người đọc ấy, thì Nguyễn Tuân đã sử dụng một cái bút pháp có thể nói là trở thành đặc điểm của bút pháp lãng mạn, đó là sử dụng cái nghệ thuật đối lập tương phản. Sử dụng cái nghệ thuật đối lập tương phản để tạo nên kịch tính, tạo nên gì? Sự hấp dẫn của chuyện ngắn chữ người tử tù. Và các em có thể đi sâu hơn và phân tích từng khía cạnh, và cái tư duy cũng nên cố gắng là mạch lạc, nó rành rẽ là cho nó rõ vấn đề. Thế thì cái nghệ thuật đối lập tương phản này ấy, được thể hiện ở đâu? Thì ta nhìn nhận thể hiện ở cảnh và thể hiện ở gì? Ở nhân vật. Nào, cái thứ nhất ấy, là cảnh được đặt trong gì? Trong sự đối lập tương phản. Nếu nhìn một cách bao trùm thì cảnh đặt trong sự đối lập tương phản là gì? Đó là sao? Cái cảnh cho chữ một thú chơi tao nhá lại diễn ra gì nhỉ? Nơi ngục tù tăm tối chật hẹp. Nếu đi sâu vào cụ thể hơn nữa thì cảnh được đặt trong sự đối lập tương phản như thế nào? Đó là tương phản giữa gì nhỉ? Giữa bóng đêm tăm tối và ngọn đuốc đỏ rực. Tương phản được khía cạnh nào nữa? Nếu mà đi sâu hơn, đó là tương phản cái mùi thơm của gì? Của chậu mực. Và cái mùi hôi hám của căn phòng.
cứ được đặt trong những cái sự đối lập tương phản như thế. Không chỉ tương phản ở cảnh mà còn có sự đối lập tương phản ở nhân vật. Và chúng ta cũng từng bước một để làm sáng tỏ điều này. Hai nhân vật, một bên là Huấn Cao, một bên là Quản Ngục, đặt trong sự đối lập tương phản. Người là gì nhỉ? Là tử tù, một người là gì? Quan coi ngục. Người tử tù lại làm chủ ngục tù, còn quan coi ngục thì gì nhỉ? Lại khúm núm, lại run run, lại là nô lệ cho cái đẹp. Đối lập tương phản ở hai nhân vật. Nào, Huấn Cao là con người bị giam cầm, bị trói buộc về thể xác, nhưng nhân cách bị tự do. Ngược lại, quan coi ngục là một người nào tự do về thân thể, nhưng mà gì nhỉ? Nhưng mà tâm hồn thì lại gì? Bị tù túng, trói buộc. Nó cứ đặt trong cái sự đối lập tương phản giữa hai nhân vật thế. Nhưng nếu đi sâu hơn nữa là trong từng nhân vật cũng có sự đối lập tương phản. Đó là tương phản giữa gì? Giữa bên ngoài và bên trong. Nào. Huấn Cao, nào, bên ngoài là một người chống lại triều đình, một kẻ tử tù. Nhưng bên trong lại là một nghệ sĩ yêu cái đẹp, sáng tạo cái đẹp. Quản Ngục bên ngoài là một công cụ trấn áp của triều đình, là quan coi ngục. Nhưng bên trong, như vừa nãy chúng ta đã nêu lên, có lại có sự tương phản. Bên trong lại là một tâm hồn nghệ sĩ, lại có sở thích cao quý, sở thích chơi chữ. Và sự tương phản đến mức như thế nào? Cái hành động của Huấn Cao bên ngoài là khúm núm, là run run, nhưng bên trong ấy lại là một con người gì nhỉ? Vì cái đẹp không thiếu lòng dũng cảm. Phải nói về một phương diện nào đó, vì cái đẹp thì Quản Ngục cũng là một con người có khí phách. Bởi vì gì? Bởi xin chữ của người tử tù, tìm cách để gì? Đối xử biệt nhẫn, liên tài với người tử tù như thế, rồi gì nhỉ? Bằng mọi cách có được chữ của kẻ tử tù như vậy. Đó. Nếu mà việc bại lộ thì chúng ta biết đây cũng là một trọng tội nào mà nguy hiểm đến tính mạng như thế nào. Nhưng vì cái đẹp thì viên Quản Ngục cũng không thiếu lòng dũng cảm. Như vậy là cái nghệ thuật đối lập tương phản này được thể hiện ở cả cảnh, lại được thể hiện ở cả gì? Ở cả nhân vật. Cảnh trên những cái nét lớn, cảnh trong từng chi tiết đều có sự đối lập tương phản. Nhân vật, hai nhân vật đối lập nhau, và ở từng nhân vật cũng có sự đối lập tương phản. Và có thể nói là khi mà Nguyễn Tuấn sử dụng một cách hiệu quả và rộng rãi cái nghệ thuật đối lập tương phản này thì đã tạo nên cái tính chất giàu kịch tính cho toàn bộ truyện ngắn Chữ Người Tử Tù, cũng như là trong nhiều đoạn văn và nhiều chi tiết nghệ thuật, làm nên cái sức hấp dẫn của người đọc. Những cái thành công nghệ thuật này của tác phẩm cũng cần khẳng định. Bên cạnh đó thì các em có thể nói về một cái thành công nghệ thuật nữa, đó là cái truyện ngắn này nó mang một cái vẻ đẹp, là nó chúng ta thấy mà cái vẻ đẹp nó toát lên, đó là hết sức là trang trọng, hết sức là cổ kính. Cổ kính trong cái hình tượng nhân vật, rồi cái vẻ đẹp cổ kính trong cảnh cho chữ, và cái vẻ đẹp cổ kính trong những cái lời nói, trong cái ngôn ngữ của nhân vật, cũng như là ngôn ngữ của tác giả. Thì chúng ta cũng có thể đi sâu để làm nổi bật lên cái thành công nghệ thuật đó của tác phẩm. Đó. Bài học của chúng ta hôm nay dừng lại đây. Bài học sau, chúng ta còn một tiết nữa về Chữ Người Tử Tù. Chúng ta sẽ đi sâu phân tích cái cảnh cho chữ và phân tích cái hình tượng nhân vật Viên Quản Ngục.